Thưa quý vị, dịp này nhiều tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố cũng tổ chức đại hội đoàn và nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Và nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022, sáng nay, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, song Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích và tình nguyện của tuổi trẻ, hoàn thành các chỉ tiêu về công tác đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đài. Nổi bật, đoàn viên thanh niên Chi đoàn đã chủ động đăng ký tuyên truyền các sự kiện trọng đại của thành phố như cuộc bầu cử, đại hội đảng bộ thành phố Đà Nẵng, thực hiện nhiều tin bài chuyên mục sáng tạo gắn với tuổi trẻ thanh niên như tạp chí kinh tế, du lịch 360, điểm hẹn văn hóa, thành phố thông minh. Đặc biệt chương trình Live in Đà Nẵng là công trình thanh niên năm 2021 của Chi đoàn. Tính đến đầu tháng 12 năm 2021, đoàn viên thanh niên Chi đoàn đã tham gia và đoạt được các giải thưởng. 78 giải thưởng báo chí trung ương và địa phương, gồm 1 giải B, giải búa liềm vàng toàn quốc và 8 giải búa liềm vàng thành phố năm 2019, 8 giải búa liềm vàng thành phố năm 2020, các giải thưởng về dân vận khéo, học tập bác, gương người tốt việc tốt. Nhiệm kỳ 2022-2024, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển thêm các phong trào thiết thực, tổ chức ít nhất 2 hoạt động sáng tạo trẻ. Trong đó, 100% đoàn viên có sáng kiến cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.